Hà Thương xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tin tức tổng hợp được cập nhật liên tục trên Knews 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: một nữ tân binh nhà QB khiến netizen kinh ngạc vì giống với Jennie Blackpink. Cuối cùng YG cũng lên tiếng về chuyện Lisa sắp ra mắt solo. BTS khiến Knet trầm trồ với màn hợp tác cùng với McDonald's. Bạn trai đại gia đăng ảnh tình tứ công khai để chúc mừng sinh nhật Jessica, nhưng dòng trạng thái lại gây hoang mang. Và sau đây là nội dung chi tiết. Một nữ tân binh nhà QB khiến cho netizen kinh ngạc vì giống với Jennie Blackpink. Vừa qua, QB Entertainment đã chính thức công bố về dự án nhóm nhạc nữ mới là Lai Sam. Hai thành viên đầu tiên trong girl group tân binh đã được giới thiệu với công chúng là Juhyeon và Sanga. Nếu như Juhyeon gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài trong sáng dễ thương, thì Sanga lại khiến cộng đồng mạng phát sốt vì giống với Jennie. Trong đoạn phim ngắn giới thiệu về loạt concept, Sanga có khí chất ngôi sao và thần thái khá giống với đàn chị nổi tiếng. Từ đường nét khuôn mặt cho tới cách tạo dáng môi hở răng lạnh của Sanga đều được so sánh với thành viên của Blackpink. Không những thế, cô nàng còn để mái tóc gây thương hiệu của Jennie trong bộ ảnh đầu tiên. Một số tin đồn trên mạng xã hội tiết lộ, Sanga là một rapper với kỹ năng nhảy tuyệt vời. Cô nàng từng vượt qua vòng tuyển chọn của hàng loạt công ty giải trí như MLD, CJENM, J-Planet, Urban Work, Yuehua and Shower Music. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đồng lòng rằng cô nàng tân binh này có nét giống với Jennie. Trước đó không có bất kỳ thông tin nào về Sanga được QB tiết lộ. Có vẻ như cô nàng là một trainee bí mật của công ty. Nhiều người nghi ngờ QB cố ý cho ra mắt một gương mặt giống hệt với Jennie để thu hút sự chú ý của công chúng. Việc có ngoại hình giống với một nghệ sĩ nổi tiếng chắc chắn sẽ giúp cho Sanga nhận được sự chú ý khi mới ra mắt. Song điều này cũng gây cho cô nàng vô số bất lợi. Từ lâu Jennie được biết đến là một ngôi sao tài sắc vẹn toàn. Cô nàng vừa có khả năng hát, rap và trình diễn tuyệt vời. Đồng thời, khí chất high fashion của nữ idol được đánh giá là độc đáo và khó sao chép. Vượt qua cái bóng của Jennie chắc chắn sẽ là một thử thách lớn đối với nàng tân binh 19 tuổi. Ở một diễn biến khác, màn ra mắt của Lai Sam triển khai khá vội vàng, được cho là để vùi lấp scandal bạo lực của đàn chị Suzin. Cuối cùng, YG cũng lên tiếng về chuyện Lisa ra mắt solo. Một trong những thông tin được người hâm mộ chú ý nhất thời gian vừa qua đó chính là màn debut solo của Lisa. Từ bản kế hoạch tài chính cho đến loạt tờ báo đã đưa tin rằng Lisa sẽ debut solo vào tháng 6. Mới đây nhất là YG, công ty chủ quản của Lisa đã chính thức lên tiếng về vấn đề này thông qua tờ báo Korea Hero cực kỳ ngắn gọn và xúc tích. Cô ấy đang làm việc chăm chỉ cho album. Như vậy, quý công ty vẫn còn úp mở về thời gian debut chính thức của Lisa. Tuy nhiên, đối với người hâm mộ thì đây chính là quy trình chuẩn bị cho màn ra mắt sản phẩm mới, bắt nguồn từ những tin đồn, sau đó công ty úp mở đang chuẩn bị mà không hề phủ nhận. Thế là fan đã biết cần phải làm gì rồi. Nếu những thông tin đưa ra là có thật, Lisa sẽ có màn debut solo vào tháng 6 sắp tới. Như vậy, 3 tháng sau khi Rosé debut solo với On The Ground, người chị em Lisa cũng sắp sửa một mình tấn công K-pop. Cô nàng búp bê Thái vốn được đánh giá cao về cá tính riêng và kỹ năng biểu diễn tuyệt vời, còn đang là huấn luyện viên cho một show tuyển chọn idol. Vì vậy mà màn debut của Lisa được mong chờ hơn bao giờ hết. BTS khiến Knet trầm trồ với màn hợp tác cùng McDonald's. Vào ngày 19 tháng 4, BTS bất ngờ đánh úp khi công bố màn hợp tác cùng thương hiệu fast food nổi tiếng trên thế giới. Đó chính là McDonald's. Theo đó, trong tháng 5 tới đây, McDonald's sẽ cho ra mắt The BTS Set, phần ăn đặc biệt lấy tên BTS tại nhiều hệ thống cửa hàng trên khắp thế giới. Màn hợp tác không hề báo trước này đang khiến không chỉ fan mà khiến cho cả netizen Hàn Quốc vô cùng phấn khích. Theo đó, vào ngày 19 tháng 4 vừa qua, tài khoản Twitter chính thức của McDonald's đăng tải một hình ảnh teaser quảng bá màn hợp tác với BTS. Trong bức ảnh này là đúng 7 miếng khoai tây chiên được xếp thành hình logo của BTS. Ngoài ra, tên tài khoản Twitter của McDonald's cũng khéo léo thêm vào số 7 nhỏ một phần mô tả profile được đổi thành hình trái tim màu tím. Tất cả đều là những dấu hiệu đặc trưng liên quan đến chủ hit Dynamite. Morgan Flatley, giám đốc chiến lược marketing của McDonald's tại Mỹ chia sẻ, BTS đã thực sự thắp sáng sân khấu thế giới, gắn kết mọi người trên toàn cầu thông qua âm nhạc của họ. Chúng tôi rất vui khi có thể đưa khách hàng đến gần hơn với nhóm nhạc yêu quý của họ theo cách mà chỉ McDonald's mới có thể, thông qua những món ăn ngon của chúng tôi. Khi chúng tôi giới thiệu phần ăn signature của BTS trong thực đơn của chúng tôi vào tháng tới.
Xác nhận màn hợp tác này, Big Hit Music cho biết, nhóm nhạc đã có những kỷ niệm tuyệt vời với McDonald's. Chúng tôi rất vui về sự hợp tác này và rất nóng lòng được mang phần ăn BTS đến với thế giới. Vậy lý do gì đã khiến cho màn ra mắt The BTS Set lại gây bão đến vậy? Trên thực tế, trước BTS, từng có những người nổi tiếng khác hợp tác với McDonald's để ra mắt các phần ăn Signature, tuy nhiên nó lại mở bán giới hạn ở một vài quốc gia nhất định. Đối với BTS, họ chính là những người nổi tiếng đầu tiên mà phần ăn Signature của nhóm sẽ tiếp cận toàn cầu. Đúng vậy, lần đầu tiên trong lịch sử có phần ăn Signature hợp tác với người nổi tiếng của McDonald's. Có một phần ăn được mở bán rộng rãi tại khắp các chuỗi hệ thống của gần 50 quốc gia trên thế giới. Điều đặc biệt hơn nữa là trong danh sách các quốc gia và ngày mở bán The BTS Set được công bố, cái tên Việt Nam cũng xuất hiện. Như vậy, kể từ ngày 27 tháng 5 tới đây, các ARMY Việt Nam đã có thể thưởng thức phần ăn BTS đặc biệt này tại chuỗi cửa hàng của McDonald's ở Việt Nam. Đây là một thông tin khiến các fan rất vui mừng bởi cuối cùng đất nước hình chữ S cũng góp mặt trong những màn quảng bá liên quan đến BTS. Hơn nữa không phải ARMY ở quốc gia nào cũng may mắn được như vậy. Đơn cử như các fan tại nước Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Ả Rập, Ai Cập, Argentina, v.v. đều đang than phiền vì hệ thống McDonald's nước họ không mở bán phần ăn đặc biệt này. Theo thông tin được nhà hàng, một phần ăn BTS sẽ bao gồm 10 miếng gà mắc nugget, một phần khoai tây chiên cỡ vừa, một nước ngọt cỡ vừa và một số loại chili và cajun lấy cảm hứng từ công thức đặc biệt của McDonald's chi nhánh Hàn Quốc. Đây là thông tin set BTS tại Mỹ, tuy nhiên ở các nước khác như Việt Nam vẫn chưa được xác nhận phần ăn sẽ bao gồm những gì. Màn hợp tác của BTS với McDonald's đã nhanh chóng thành chủ đề hot trên diễn đàn mạng Hàn Quốc. Nhiều Knet cho biết, dù là fan hay không thì họ vẫn muốn thử phần ăn The BTS Set này. Ngoài ra, cách McDonald's đăng tải hình ảnh các quốc gia sẽ mở bán phần ăn khiến không ít người hâm mộ trầm trồ. Vì trong quy mô hoành tráng hệt như lịch trình tour diễn của cả nhóm. Và cảm xúc mà chúng mang đến là y hệt khi các fan tìm kiếm tên quốc gia của mình trong lịch đi tour của BTS. Ai có thì vui sướng, còn ai không có thì lại ôm đầu tiếc nuối. Bạn trai đại gia đăng tải hình ảnh tình tứ để công khai chúc mừng sinh nhật Jessica, nhưng dòng trạng thái lại gây hoang mang. Công chúa băng giá Jessica Jung đã bước sang tuổi 32 vào ngày 18 tháng 4. Bước sang tuổi mới, Jessica nhận được vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ cũng như bạn bè, trong đó có cả một lời chúc đến từ một người vô cùng đặc biệt của Jessica, đó chính là bạn trai Tyler K1. Nhân dịp sinh nhật bạn gái, Tyler K1 đăng tải hai hình ảnh đi du lịch cùng Jessica trên trang cá nhân. Dù chỉ là bóng đổ trên mặt đất, nhưng có thể thấy rằng cặp đôi vai kề vai, thậm chí là nắm tay nhau đầy tình cảm. Thế nhưng Tyler K1 lại khiến dân tình hoang mang khi dùng hashtag My Best Friend như thể nhận định Jessica là bạn thân nhất của mình. Nhiều fan bật cười vì cho rằng đó là dấu hiệu riêng của cặp đôi mà thôi, bởi Tyler K1 và Jessica đã hẹn hò từ nhiều năm nay. Vào sinh nhật năm ngoái, Tyler K1 cũng đăng ảnh khoác vai tình cảm như để công khai mối quan hệ với cựu thành viên của SNSD. Vào cuối năm ngoái, xuất hiện tin đồn cặp đôi sắp kết hôn khi nữ idol để tặng những lời cảm ơn Tyler K1 trong cuốn tiểu thuyết đầu tay Shy. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Tyler, anh đã ở bên em. Cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện trong chuyến hành trình của em, và em không thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết này nếu thiếu anh. Sự nhiệt tình và niềm đam mê của anh luôn vượt lên tất cả. Em nóng lòng mong chờ những điều sắp diễn ra trong chuyến phiêu lưu sắp tới. Việc nhắc đến chuyến phiêu lưu sắp tới làm nhiều fan đoán giả đoán non, phải chăng Jessica sẽ sớm tổ chức đám cưới và bắt đầu một cuộc sống hôn nhân bên cạnh bạn trai lâu năm. Thế nhưng đến nay, cặp đôi vẫn chưa hề có vẻ gì là sẽ sớm kết hôn. Dù vậy, hành động đăng ảnh tình tứ chứng minh Tyler K1 và Jessica vẫn bên nhau mặn nồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi tin tức tổng hợp cuối ngày của Knews 24 giờ. Đừng quên chia sẻ video và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất cùng với Knews 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!